Trong gia tài văn chương ngày càng đồ sộ của tác giả đoạt giải Nobel văn học năm 2012, Cao Lương Đỏ là tác phẩm có sức ảnh hưởng nhất. Chính bản thân nhà văn cũng nhận thấy rằng, cho đến nay, đa phần độc giả hễ nhắc đến Mạc Ngôn là thường gắn liền với tác giả của tiểu thuyết Cao Lương Đỏ. Mạc Ngôn bắt tay vào viết Cao Lương Đỏ, một tiểu thuyết về đề tài chiến tranh khi còn đang là sinh viên chuyên ngành văn học của Học viện Văn nghệ Quân Giải phóng. Mạc Ngôn viết xong phần 1 vào mùa đông năm 1984 và hoàn thành Cao Lương Đỏ vào năm 1986. Cuốn tiểu thuyết liền đoạt ngay giải thưởng văn học Mao Thuẫn năm 1985-1986. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên của ông được dịch ra tiếng nước ngoài, đưa tên tuổi Mạc Ngôn vươn ra thế giới. Hồng Cao Lương gia tộc. Từ năm 1931, ba tỉnh vùng Đông Bắc Trung Quốc bị địch chiếm đóng. Đến năm 1937, Nhật Bản phát động toàn diện cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc, bắt đầu cuộc chiến kéo dài đến năm 1945. Trong khoảng thời gian lịch sử đó, ở một thôn thuộc huyện Cao Mật, ngay cạnh ngôi làng tác giả sinh sống, một toán quân du kích Trung Hoa sau khi phục kích nơi đầu cầu trên sông Giao Thái đã tiêu diệt được một phân đội quân Nhật và đốt cháy một chiếc xe quân sự của chúng. Vài ngày sau, đại đội binh mã của Nhật trở lại trả thù, quân du kích đã chạy trốn hết, để lại hơn trăm dân làng bị thảm sát dưới cơn khát máu của giặc. Nhà cửa thôn xóm bị thiêu rụi thành đống tro tàn. Mạc Ngôn mượn những dữ kiện lịch sử trên, sử dụng môi trường quê hương quen thuộc với hình ảnh cánh đồng cao lương chạy dài bất tận như tấm bình phong cho các hảo hán lục lâm làm bối cảnh để đưa câu chuyện chống Nhật và câu chuyện tình yêu quyện vào nhau, qua đó thể hiện những thay đổi về tính cách con người trong bối cảnh điều kiện đặc biệt của chiến tranh. Cao Lương Đỏ còn có bản dịch là Gia tộc Cao Lương Đỏ hay Hồng Cao Lương Gia tộc. Tựa tiếng Anh là Great Sorghum, gồm 9 chương, chứa đựng nhiều câu chuyện nhỏ được đan cài, lồng ghép vào nhau, diễn ra trong khoảng thời gian và không gian xáo trộn qua thập kỷ thứ 2 và thập kỷ thứ 3 của thế kỷ trước. Sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật, có lẽ cách lựa chọn đại từ nhân xưng của Mạc Ngôn đã tạo nên điểm nhấn cho Cao Lương Đỏ. Ngay từ chương mở đầu, Mạc Ngôn đã sử dụng đại từ nhân xưng tôi để kể về bố tôi, bà tôi, ông tôi, vừa có ngôi xưng hô thứ nhất lại vừa có góc độ toàn diện. Khi viết đến đại từ tôi thì tác giả dùng ngôi thứ nhất. Khi viết đến bố tôi, bà tôi, ông tôi thì tác giả lại viết từ góc độ của từng người. Vì thế nội tâm của mỗi nhân vật có thể bày tỏ một cách rất trực tiếp. Góc độ tự sự trở nên rộng thoáng, lối tự sự trở nên phong phú khi thuật chuyện hết sức tiện lợi. Bên cạnh đó, thủ pháp tự sự cũng mang tính độc đáo riêng. Như đã nhắc ở trên, Cao Lương Đỏ chứa đựng nhiều câu chuyện nhỏ được đan cài lồng ghép vào nhau. Diễn biến mỗi câu chuyện không liền mạch theo trật tự chương, trong mỗi chương lại bao gồm một phần của vài câu chuyện nhỏ. Câu chuyện nòng cốt của cuốn tiểu thuyết là về đội du kích 40 người do thủ lĩnh thổ phỉ từ Chiếm Ngao làm tư lệnh, đi phục kích đoàn xe Nhật và giành được thắng lợi, được kể bằng các sự kiện nằm rải rác ở 5 chương 1, 4, 6, 7, 9. Cũng như thế, các mảnh ghép tiểu thuyết khác về câu chuyện tình yêu giữa ông tôi và bà tôi, về cuộc hôn nhân bất hạnh giữa bà tôi với Đơn Biền Lan, về hành trình tiếp tế quân lương của bà tôi, về án tử hình của Từ Đại Nha, về cuộc đời của ông La Hán được thuật lại xen kẽ nhau. Sự tồn tại độc lập của từng câu chuyện, sự kiện cuộc đời nhân vật tưởng chừng như rời rạc về hình thức nhưng lại được liên kết với nhau trong nội dung, tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh về cuộc đấu tranh kháng Nhật của nhân dân Trung Hoa ở một làng quê nhỏ vùng Đông Bắc Cao Mật, tinh thần tự do trong tư tưởng và hành động. Cao Lương Đỏ không đi theo lối mòn lịch sử văn học như những tác phẩm kinh điển đỏ thời kỳ Mao Trạch Đông. Qua nhân vật Từ Chiếm Ngao, nó lật đổ những quan niệm thường tình về anh hùng, thổ phỉ, nhân tính. Họ giết người cướp của nhưng lại tận trung báo quốc. Đồng thời, tác phẩm cũng thách thức lễ giáo phong kiến qua cuộc đời của bà tôi, Phượng Liên. Nó thể hiện niềm khao khát tự do, khát khao hạnh phúc và lòng ham sống của con người vượt lên trên những ràng buộc cổ hủ, thủ cựu. Thay vì lý tưởng hóa một thời bi hùng của lịch sử, Mạc Ngôn vẽ nên một bức tranh mang đậm gam màu hiện thực của một thế hệ con người với những nét tính cách đối lập và mâu thuẫn đến cực điểm như chính mảnh đất mà họ sinh ra và lớn lên. Quê hương Đông Bắc Cao Mật không còn nghi ngờ gì nữa là nơi đẹp đẽ nhất, xấu xa nhất, siêu thoát nhất, thế tục nhất, trong trắng nhất, nhơ bẩn nhất, anh hùng hảo hán nhất, đểu giả mất dạy nhất, giỏi uống rượu nhất, biết yêu đương nhất ở trên trái đất này.
Cao Lương Đỏ phô bày tinh thần tự do, giải phóng cá tính, dám nói, dám nghĩ, dám làm của từng nhân vật trong tác phẩm, của tác phẩm trong nền văn học đương thời và của chính bản thân tác giả trong hành trình khám phá lối đi riêng của mình trên mảnh đất văn chương. Tác phẩm đưa tên tuổi Mạc Ngôn vươn ra thế giới. Tiểu thuyết Cao Lương Đỏ có hai lần được chuyển thể thành phim. Năm 1987, chỉ một năm sau khi cuốn sách hoàn thành, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã đưa Cao Lương Đỏ lên màn ảnh rộng với sự góp mặt của hai diễn viên chính là Củng Lợi và Khương Văn. Mạc Ngôn từng bày tỏ, tiểu thuyết tôi viết xong thì chỉ có người trong giới văn quan tâm, chứ chẳng ai biết đến. Nhưng sau Tết năm đó, có lần giữa đêm đi trên đường cái, vẫn còn nghe thấy tiếng nhiều người hát ca khúc trong phim. Gặp được con người như đạo diễn Trương Nghệ Mưu, đối với tôi quả thật là một điều vô cùng vinh hạnh. Không chỉ nâng cao mức độ nhận biết quốc dân của Cao Lương Đỏ, tác phẩm điện ảnh còn gặt hái được nhiều thành tựu ở nước ngoài, góp phần đưa tên tuổi đạo diễn, diễn viên và dĩ nhiên cả tác giả nguyên tác vươn ra thế giới. Bộ phim đã đoạt vô số giải thưởng cao quý tại các kỳ liên hoan phim quốc tế, phải kể đến giải Gấu Vàng Golden Bear Award tại liên hoan phim quốc tế Berlin năm 1988, giải Gấu Bạc tại liên hoan phim Montreal năm 1988, top 10 phim tiếng Trung Quốc hay nhất tại liên hoan phim Hồng Kông năm 1989, giải Cành Cọ Vàng tại liên hoan phim Cannes năm 1994. Có lẽ ban đầu Mạc Ngôn cũng không ngờ rằng Cao Lương Đỏ khi được chuyển thể sang bộ môn nghệ thuật thứ 7 lại thành công vang dội đến thế. Năm 2014, tác phẩm lại một lần nữa được chuyển thể thành phim. Lần này là phim truyền hình dài tập do Trịnh Hiểu Long đạo diễn, Châu Tấn và Chu Á Văn diễn chính. Bộ phim cũng gặt hái được nhiều giải thưởng lớn, đặc biệt là thắng cả 3 hạng mục phim truyền hình xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Hoa Đỉnh năm 2015. Cao Lương Đỏ năm 2014 với phiên bản truyền hình do các ngôi sao kỳ cựu tham gia diễn xuất và trở thành một trong những bộ phim xuất sắc nhất mọi thời đại đến tận bây giờ. Kể từ bộ phim điện ảnh Cao Lương Đỏ ra mắt, cũng là thời điểm đưa tên tuổi của Củng Lợi đến gần hơn với khán giả khi cô nhập vai xuất sắc thành gái quê Cửu Nhi ở tuổi 19. Nhiều nhà phê bình cho rằng nếu Châu Tấn đảm nhận vai diễn này trong phiên bản phim truyền hình, có thể cô sẽ không diễn tả được hết tính cách của nhân vật, một thiếu nữ nghèo sống trong giai đoạn diễn ra cuộc chiến Trung Nhật lần thứ hai. Trong sự nghiệp của mình, Châu Tấn được người hâm mộ biết đến là một diễn viên có khả năng nhập vai tốt ở tuyến nhân vật cổ điển như Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu hay Thái Bình Công Chúa thời trẻ trong Đại Minh Cung Từ. Tuy nhiên, vẻ mặt có phần tinh quái của Châu Tấn khiến nhiều người lo sợ rằng nữ diễn viên sẽ khó tạo được sức lôi cuốn với vai gái quê Cửu Nhi. Trái ngược với lo ngại đó, nhà văn Mạc Ngôn và đạo diễn Trịnh Hiểu Long, đạo diễn phiên bản truyền hình của bộ phim Cao Lương Đỏ, đều tin tưởng Châu Tấn sẽ thành công với vai diễn này bởi cô có tính cách ngoan cường giống như nhân vật. Sau khi xem trailer giới thiệu phim, tôi cảm thấy rất phấn khích. Nhà văn Mạc Ngôn nói, Châu Tấn là một diễn viên giỏi, tôi nóng lòng muốn biết cô ấy diễn xuất ra sao khi bộ phim lên sóng. Phim truyền hình Cao Lương Đỏ xoáy sâu vào các chi tiết cũng như những khía cạnh mang tính đột phá của cuốn tiểu thuyết gốc. Trong phim, khán giả dễ bắt gặp những cảnh diễn nóng mắt của Châu Tấn cùng nam diễn viên trẻ Chu Á Văn, vai Dư Chim Ngao. Cũng qua bộ phim này, Châu Tấn được đánh giá là có diễn xuất táo bạo hơn cả người đi trước Củng Lợi ở phiên bản điện ảnh của bộ phim. Hình ảnh rừng Cao Lương Đỏ có 102. Bộ phim là câu chuyện bi thương về cuộc đời nữ chính Cửu Nhi do Châu Tấn đóng. Cô bị chính cha ruột ép gả cho ông chủ quán rượu mắc bệnh phong. Sau đó cô bỏ trốn khi vẫn mang theo người trang phục cô dâu. Sau đó không may khi Cửu Nhi bị phu xe Dư Chim Ngao do Chu Á Văn giở trò đồi bại giữa ruộng cây cao lương đầy gai. Cô có chống đối nhưng sau cùng lại thuận theo Dư Chim Ngao. Cảnh ân ái trên ruộng cao lương được coi là thước phim đắt giá nhất trong Cao Lương Đỏ. Sự giằng xé và điên cuồng trong tâm hồn giữa một cô gái chịu nhiều ức hiếp của xã hội phong kiến và một người đàn ông lao động chân tay nghèo khó. Họ đến với nhau tại ruộng cao lương, xé rào định kiến. Bộ phim khắc họa quá trình trưởng thành của thế hệ thanh niên thế hệ đó, từ nhút nhát chịu áp bức đến không sợ trói buộc, dũng cảm đứng lên chống lại nhà giam phong kiến, dũng cảm theo đuổi tình yêu của riêng mình. Dư Chim Ngao, từ gã thổ phỉ không công ăn việc làm tử tế, thế rồi trở thành lực lượng tham gia kháng chiến, tinh thần dân tộc được khắc họa đậm nét. Cảnh cuối phim được đẩy đến cao trào khi Cửu Nhi đốt cháy kho chứa đầy rượu cao lương để tiêu diệt địch. Bất chấp sự hy sinh bản thân,
Dư Chiêm Ngao, Trương Tuấn Kiệt, con trai Cửu Nhi cùng đồng đội nhìn về phía cánh đồng cao lương đang đỏ rực vì bốc cháy. Bối cảnh rừng cao lương tưởng đơn giản nhưng đã sống trong lòng khán giả xem đài cả thập niên. Diễn xuất của ảnh hậu Châu Tấn rực rỡ cả màn ảnh. Dàn diễn viên thực lực của cao lương đỏ là điểm sáng ngời xây dựng nên chất lượng cực phẩm của phim. Một tư lệnh thổ phỉ châu Á văn lất cất, điên cuồng cả trong tình yêu của đời mình. Một tên tướng Nhật Mộc Phiên Long tàn nhẫn độc ác, không nương tay. Hay với một quá phụ Tần Hải Lộ u uẩn khát khao một tình yêu. Nhưng thành công nhất vẫn là vai diễn của Châu Tấn. Lúc cô điên cuồng nhảy vào mối tình với anh thổ phỉ, ngay ở cánh đồng cao lương, hay dũng cảm đốt cánh đồng ấy, đều làm bùng nổ màn ảnh nhỏ. Chuỗi đau thương, hạnh phúc, dũng cảm, quyết liệt, tất cả những cảm xúc dường như mâu thuẫn ấy được thể hiện hoàn hảo trong phim. Cao lương đỏ, bi thương mà rực rỡ. Với ánh chiều rực đỏ khi bom nổ lúc cuối phim, người đi, kẻ ở và sắc chiều rượm vàng hôm ấy cứ ngẩn ngơ bên ánh lao phơ phất. Ruộng cao lương đỏ chập trùng xanh miết chôn mắt khán giả vào ánh mắt Châu Tấn nửa chừng mang dại, nửa chừng ngát ngơ. Màu đỏ vừa rực rỡ, nhưng bi thương ấy làm nên một rừng cao lương không thể quên trong lòng khán giả. Màu đỏ như lên men rừng cao lương, làm nao lòng mê man lòng người, để lại một tư vị mang mát buồn không tên. Bốn điểm sáng giúp cao lương đỏ của Châu Tấn hấp dẫn và thu hút hơn bao giờ hết. 1. Nguyên tác nổi tiếng, tác giả quan tâm. Tác giả cuốn sách Cao Lương Đỏ, nhà văn Mạc Ngôn là người đầu tiên Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Sau đó, trào lưu chuyển thể sách Mạc Ngôn bắt đầu dấy lên trên đất nước này. Song, trái lại với dư luận và trào lưu, Mạc Ngôn luôn kín tiếng. Ngoài Cao Lương Đỏ, ông chưa trao bản quyền làm phim cho bất cứ nhà sản xuất nào. Nhằm thể hiện sự kỳ vọng cũng như trân trọng đối với đứa con của mình, Mạc Ngôn đã tự tay viết tên cho bộ phim. Cao Lương Đỏ ra đời năm 1986, một năm sau, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa tác phẩm lên màn ảnh rộng, khẳng định bước đầu tiên trong sự nghiệp làm phim với giải Gấu Vàng Liên Hoan Phim Berlin. Hai diễn viên chính trong Cao Lương Đỏ là Khương Văn và Cũng Lợi, cũng trở nên nổi tiếng trên khắp đất Trung Quốc. Cũng giống như phiên bản điện ảnh, Cao Lương Đỏ bản truyền hình tập trung khai thác cốt truyện sẵn có, nhưng sẽ miêu tả cụ thể và tỉ mỉ hơn vì thời lượng dài hơn. Ngoài ra, phim cũng sẽ tăng thêm một vài nhân vật quan trọng, đảm bảo nội dung càng thêm liền mạch. 2. Đạo diễn uy tín, tôn trọng nguyên tác. Trần Hiểu Long, đạo diễn Cao Lương Đỏ cũng chính là đạo diễn bộ phim Chân Hoàng Truyện Đình Đám. Không chỉ vậy, dàn chế tác cũng được giữ nguyên. Ngay từ khi bắt đầu nhận kịch bản, Trịnh Hiểu Long đã lường trước được độ khó của tác phẩm. Cao Lương Đỏ là dự án tương đối khó nhằn, do đó tất cả các khâu từ sản xuất cho đến lựa chọn diễn viên đều phải cẩn thận. Trong Chân Hoàng Truyện, người ta đã thấy cách đạo diễn Trịnh Hiểu Long sống động và cá tính hóa các nhân vật nữ như thế nào, thì trong Cao Lương Đỏ cũng vậy, nhân vật chính Cửu Nhi giữ nguyên tinh thần mạnh mẽ, kiên cường như trong nguyên tác. Một điều thú vị khác là biên kịch của Cao Lương Đỏ, Triệu Đông Cầm cũng là người Sơn Đông, nơi xảy ra câu chuyện, do đó tất cả cảnh tượng trong phim sẽ được đảm bảo lột tả một cách chân thực nhất, làm nổi bật hình ảnh, tính cách của con người nơi này. 3. Sự trở lại của Châu Tấn sau 12 năm vắng bóng truyền hình. Châu Tấn đã rời xa màn ảnh nhỏ hơn một thập kỷ, nhưng người ta vẫn nhớ về những vai diễn cá tính, đa dạng của cô như Thái Bình công chúa ngây thơ nhưng dũng cảm trong Đại Minh Cung Từ, hay tài nữ Lâm Vi Nhân trong Nhân Gian Tứ Nguyệt Thiên, rồi một tú hòa độc lập mạnh mẽ trong Mùa Quýt Chính, Hoàng Dung tinh nghịch trong Anh Hùng Xạ Điêu. Do đó sự trở lại của Châu Tấn với vai diễn Cửu Nhi trong Cao Lương Đỏ hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trên sóng truyền hình. Cũng vì sự xuất hiện của Châu Tấn, nhiều người đã so sánh cô và đàn chị Cũng Lợi trong phiên bản điện ảnh. Tuy nhiên, đạo diễn Trịnh Hiểu Long cũng như bản thân nhà văn Mạc Ngôn đều vô cùng tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Châu Tấn. Dù chỉ mới xem một vài phân cảnh, nhưng tôi cảm thấy rất kích thích và xúc động trước diễn xuất của Châu Tấn. Dường như năm tháng đã tôi luyện cho Châu Tấn trở nên xuất sắc hơn trước ống kính máy quay. Tôi rất kỳ vọng vào cô ấy, đạo diễn nói. 4. Diễn viên phù hợp, cá tính. Tất cả những diễn viên tham gia Cao Lương Đỏ bản truyền hình đều là người có kinh nghiệm vào vai những con người bình thường trên một mảnh đất quê bình thường. Trước hết phải kể đến diễn viên Châu Á Văn với vai nam chính Dư Chiêm Ngao. Nhà làm phim Tào Bình đã nhận xét như sau: dù là ngoại hình hay khí chất, anh ấy đều hợp với vai diễn này. Châu Á Văn từng tham gia Náo Quan Đông, Tình Kế Bắc Đại Hoang và nhiều bộ phim đề tài nông thôn khác. Mỗi vai diễn của anh đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
diễn viên được coi là sinh ra để dành cho phim văn nghệ, Tần Hải Lộ tham gia Cao Lương Đỏ với vai người phụ nữ điển hình thời phong kiến, một quá phụ phải giữ cái gọi là trinh tiết đến suốt đời và luôn phải kìm nén mọi hoài bão ước ao. Ngoài ra, một số diễn viên khác như Hoàng Hiên đóng vai tình đầu của Cửu Nhi hay Vu Vinh Quang, Hàn Đồng Sinh đều lột tả một cách xuất sắc cái hồn của nhân vật.